Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 79 Xin mời mở bản kinh ra Phần khoa chú Nguyễn Hạ Trang 32 Mời xem kinh văn thì Địa Tạng Bồ Tát Ma Hà Tát Ư ừ chư Bồ Tát thể nguyện thâm trọng Thế Tôn thì Địa Tạng Bồ Tát Ư Diêm Phụ Đề Hữu Đại Nhân Duyên như văn thù, phổ hiền, quán âm, di Lặc Diệt hóa, bách thiên thân hình Độ ư lục đạo Kỳ nguyện thượng hữu tất cánh Đoạn kinh văn này Là So sánh cho chúng ta thấy Chứng tỏ Bồ Tát Địa Tạng có duyên phận đặc biệt với thế gian này của chúng ta văn thù phổ hiệp quán âm di lặc cũng có duyên phận rất sâu với thế gian của chúng ta không hề kém hơn bồ tát địa tạng ở đây là so sánh thể nguyện cho nên nói những bồ tát khác độ hóa chúng sanh trong sáu đường cái nguyện đó còn có lúc kết thúc chỉ có nguyện của bồ tát địa tạng pháp là không có kết thúc địa ngục chẳng không thề không thành phật Nguyện này Đích thực rõ ràng Là sâu nặng hơn So với nguyện của những Bồ Tát khác Chúng ta biết Như Ngài Văn Thù Phổ Hiền quan Âm Di Lặc Đều là cổ Phật Tái Lai Các Ngài thị hiện thân phận Bồ Tát Độ hóa chúng sanh ở trong lục đạo Trên kinh Phật có nói Bồ Tát văn thù Trong quá khứ đã từng làm Long chủng tôn vương Phật Vậy là chứng tỏ Trong kiếp lâu xa về trước Các ngài đã thành Phật rồi Hiện nay ở thế gian này Là để giúp Thích Ca Mâu Ni Phật Giáo hóa chúng sanh Đúng như câu một Phật ra đời Thì nghìn Phật ủng hộ Ý nghĩa nó là như vậy Chúng ta phải hiểu Xem tiếp kinh văn dưới đây Thị địa tạng Bồ Tát Giáo hóa lục đạo nhất thiết chúng sanh Sở phát thể nguyện kiếp số Như thiên bách đức Hằng hà sa Đây là Nói rõ Bồ Tát Địa Tạng Dùng thân phận Bồ Tát Để giúp đỡ tất cả chúng sanh Trải qua số kiếp Không cách gì tính được bồ tát đời đời kiếp kiếp đều phát lời thệ nguyện sâu nặng này chúng ta xem thấy ở trong hội này xem thấy ở trong phẩm tựa đại chúng tham dự pháp hội là chư phật như lai mười phương phần trước đã từng báo cáo qua với các vị rồi chư phật như lai này đều là học trò của bồ tát địa tạng số học trò thành phật đã là không thể nghĩ bàn rồi mà lão sư vẫn là dùng thân phận bồ tát đang giúp đỡ tất cả chúng sanh đây là điểm chúng ta cần phải học tập xích lũy công đức giáo hóa chúng sanh, không cần quan tâm đến danh vị của mình, không quan tâm đến lợi ích cá nhân. Bồ Tát địa tạng giống như là lấy việc này hiển thị rõ ràng hoàn toàn cho chúng ta thấy, dạy chúng ta cần phải học tập như thế nào có lẽ có đồng tu muốn hỏi trong phẩm phổ môn có nói cần dùng thân phật mà được độ thì bồ tát quan thế âm sẽ hiện thân phật để thuyết pháp bồ tát địa tạng có thể hiện thân phật để thuyết pháp hay không đương nhiên là có thể Nếu như Bồ Tát Địa Tạng gặp được Những chúng sanh loại này Cần dùng thân Phật mà được độ Thì đương nhiên Ngài cũng hiện thân Phật Để thuyết Pháp Lý và sự này Chúng ta cần phải nhận thức cho thật viên dung Không được lệch về một bên từ đó cho thấy chư phật bồ tát giáo hóa chúng sanh lúc nào cũng linh động tùy cơ ứng biến tuyệt đối không cứng nhắc vô cùng linh hoạt cho nên mới có thể khiến tất cả chúng sanh khai ngộ khiến tất cả chúng sanh được lợi ích chân thật mời xem đoạn kinh văn dưới đây thế tôn ngã quán vị lai cập hiện tại chúng sanh ư sở trú xứ ư nam phương thanh khiết chi địa dĩ thổ thạch trúc mộc tác kỳ khám thất thì trung đăng tố họa đại chí kim ngân đồng thiết tác địa tạng hình tượng thiêu hương cúng dường chim lễ tán tháng đoạn kinh văn này là nói ra người có thể cúng dường tu phước đặc biệt là chỉ ra vị lai vị lai chính là chỉ thời đại này của chúng ta hiện nay hiện tại chúng sanh ở trong đây có hai cách giảng cách thứ nhất là số đại chúng tham gia tại cung trời đau lợi lúc thế tôn giảng kinh thuyết pháp là hiện tại chúng sanh ý nghĩa thứ hai là vị lai hiện tại thời gian của vị lai là quá dài quá dài dựa theo sự thích Bồ Tát Địa Tạng Giáo hóa chúng sanh mà nói Từ sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ Mãi cho đến khi Bồ Tát Di Lặc Hạ sanh Đều là thuộc về Đời vị lai cả Vị lai hiện tại chúng sanh Đó là chỉ các thời đại các vùng chỉ cần chúng ta gặp được bộ kinh Địa Tạng bốn nguyện này. Chỉ cần nghe thấy pháp môn này thì chúng ta đều thuộc về. Những chúng sanh mà trong câu này nói hay nói cách khác chính là ngài nói đến chúng ta. cần phải tu như thế nào ngay nơi mình cư trú nam phương thanh khiết chi địa có phải nhất định phải chọn hướng nam trong bốn hướng đông tây nam bắc không chúng ta phải hiểu nếu như kiến trúc ngôi nhà này của họ là quay mặt hướng bắc là rất tốt rồi phương hướng đó là chính xác rồi nếu như kiến trúc ngôi nhà của họ quay về hướng nam vậy thì hướng nam là cửa chính của họ bạn thử nghĩ có phải là thờ bồ tát địa tạng ở cửa chính hay không chắc chắn là không phải Nhất định là giống như Pháp tượng trưng trên Kinh Hoa Nghiêm Trên Kinh Hoa Nghiêm Thiện tại đồng tử 53 lần Tham vấn đều là hướng về phương Nam Nam không phải là chỉ phương hướng Nam là chỉ hướng của trí huệ Hệ hướng nào có thiện tri thức cư trú Đều gọi là hướng Nam chúng ta hiểu rõ ý nghĩa này vậy thì cái này dễ dàng rồi hệ hướng nào thờ bồ tát địa tạng thì gọi là hướng nam các chị nhất định phải hiểu cái đạo lý này trong nhà của mình có phòng riêng thờ phật hoặc không có phòng riêng thờ phật thì thờ ở phòng khách trong nhà bạn nhưng nhất định phải thờ ở hướng thượng trong nhà căn phòng này hướng nào được xem là hướng thượng vậy vị trí căn nhà này của họ có thể chỉ có một cửa và có thể có rất nhiều cửa bất luận bước vào nhà từ cửa nào vị trí đầu tiên họ nhìn thấy thì vị trí này chính là hướng thượng giống như phòng học này hiện nay của chúng ta vậy vị trí chúng ta ngồi đây là hướng thượng ở đây chỉ có hai cửa khi bước vào chúng ta nhìn thấy đầu tiên còn một cửa khác giống như hướng này cũng gọi là hướng thượng khi bước vào cũng có thể nhìn thấy giống như vị trí cư sĩ hứa ngồi đó là không được xem là hướng thượng vị trí pháp sư khoan dung ngồi không phải là hướng thượng khi người ta bước vào bạn không nhìn thấy hướng thượng chúng ta phải chú ý đến hướng thượng là chỗ cung kính nhất thợ bồ tát địa tạng ở chỗ này chính là hướng nam không nhất định phải tìm vị trí đông tây nam bắc phải hiểu rõ đạo lý này hướng nam là tượng trưng cho quang minh Tượng trưng cho trí huệ Thanh khiết chi địa Câu này rất quan trọng Chỗ thờ Phật Nhất định phải sạch sẽ Ấn Quang Đại Sư Đã từng nói có một số người thờ tượng phật ở trong nhà của mình thờ tượng phật ở trong phòng ngủ liền thỉnh giáo ấn quan đại sư xem có đúng như pháp hay không đại sư trả lời nơi chỗ thờ hình tượng tam bảo là giống như đại hùng bảo điện vậy phải sanh khởi tầm cung kính ở chỗ này cho nên thông thường ở trong phòng ngủ thì không thờ tượng phật trường hợp nào được thờ tượng phật trong phòng ngủ trong lúc bệnh nặng lúc cầu giảng sanh vào lúc này thì không có cấm kỵ gì cả Mỗi lúc mỗi nơi, trong mỗi niệm đều không lìa khỏi Phật thì được. Vậy thì có thể thờ tượng Phật. Loại thứ hai là tuy không có bị bệnh mà tâm cầu giảng sanh rất tha thiết. Hy vọng được giảng sanh sớm, hy vọng được gặp Phật sớm tuyệt đối không được dùng tâm giải đãi kiêu mạn để thờ cúng phải cực kỳ tôn trọng giống như con cái trong ngóng cha mẹ vậy dùng tâm cực kỳ thành kính hiếu kính thì được điểm này nhất định phải biết chứ không phải nói thờ cúng tượng phật để phật bồ tát phù hộ căn nhà của tôi có yêu ma quỷ quái thờ cúng hình tượng phật bồ tát để trừ tà hoặc là xem nó như tác phẩm nghệ thuật để thưởng thức vậy thì mắc tội lỗi rồi thế thì tuyệt đối không được phép cho nên hễ nơi nào có hình tượng tam bảo thì nơi đó giống như đại hùng bảo điện vậy Lời khai thị này của Ấn Quang Đại Sư rất có đạo lý Chúng ta cần phải y giáo phụng hành Dưới đây nói tác kham Kham là căn nhà nhỏ để thờ cúng tượng Phật Làm khám thờ Dùng đất, dùng đá, dùng tre, dùng gỗ đều được người trung quốc hiện nay không quá xem trọng về việc làm khám thất nhưng người nhật bản rất xem trọng người nhật bản bất luận là tượng phật lớn hay nhỏ đều nhất định là có khám thất khi họ lễ bái họ mở cửa khám thất nhỏ ra sau khi lễ bái xong họ đóng cửa lại làm vậy rất có đạo lý nói thật ra Người Nhật Bản học được từ thời đại tùy đường. Họ bảo tồn mãi cho đến ngày nay. Họ không có thay đổi. Cho nên tinh thần này của người Nhật Bản đáng để chúng ta noi theo. Là không dễ dàng thay đổi. Lời dạy của cổ thánh tiên hiền. Thị trung năng tố họa nảy chí kim ngân đồng thiết Tác địa tạng hình tượng Trong khám thất thờ cúng hình tượng Bồ Tát Hình tượng vẽ cũng được Tượng Bồ Tát Đúc nắng cũng được Bất luận là dùng chất liệu gì Bên dưới có nêu ra Mấy thí dụ vàng bạc đồng sắt là kim loại dùng gỗ điêu khắc cũng được đắp nặng bằng đất cũng được đều tốt cả bạn có thể thờ cúng thiêu hương cúng dường chiêm lễ tán thán ý nghĩa của việc thờ cúng hình tượng bồ tát địa tạng là ở chỗ nào điều này nhất định phải biết Thứ nhất là Khiến cho chúng ta Sanh khởi tâm lễ kính Bồ Tát Phổ Hiền Vậy chúng ta Phương pháp tu hành Mười cương lĩnh tu hành Thứ nhất là lễ kính chư Phật Nhìn thấy hình tượng Phật Bồ Tát Liền sanh khởi lên tâm lễ kính chúng ta phải đem tâm lễ kính phật bồ tát dùng vào trong đời sống thường ngày đối với tất cả mọi người cũng lễ kính như vậy đối với mọi việc cũng lễ kính như vậy kính sự chính là hết lòng phụ trách hết lòng hết sức làm viên mãn việc này vậy là lễ kính đối với mọi việc đối với vật cũng lại là như thế giống như bàn ghế chúng ta cũng phải lễ kính đối với nó chứ không phải lễ lại nó là sắp xếp nó cho thật ngay ngắn lau chùi thật sạch sẽ đây là lễ kính nếu như để tông ngay ngắn lại để bụi dơ bẩn bám ở trên đó không có lau chùi, như là bất kính. Cho nên đối với người, với sự với vật, chỉ có một tâm chân thành cung kính. Đây là ý nghĩa thứ nhất của cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát. Chúng ta thực sự được thọ dụng Ý nghĩa thứ hai là Nhìn thấy Thánh Hiền muốn học theo cho bằng Phật Bồ Tát cũng là từ phàm phu mà tu thành Họ ngày nay thành Bồ Tát thành Phật rồi Tại vì sao ta vẫn còn là phàm phu Cho nên ta cần phải noi theo Bồ Tát Học tập theo Bồ Tát Chúng ta ở trong đời này cũng phải làm phật làm bồ tát khơi dậy ý chí hướng thượng của mình đây là ý nghĩa thứ hai ý nghĩa thứ ba là nhìn thấy hình tượng phật bồ tát liền nghĩ đến lời giáo huấn của phật bồ tát nhìn thấy hình tượng bồ tát địa tạng liền nghĩ đến lời giáo huấn mà thế tôn đã dạy trong kính địa tạng bồ tát bổ nguyện chúng ta phải ghi nhớ cho thật kỹ phải hiểu sâu nghĩa thú y giáo phụng hành cho nên cúng dường hình tượng phật bồ tát là có ba loại ý nghĩa này ở trong đó chứ không phải mê tín Hầu hết người bên ngoài nói Chúng ta thờ cúng hình tượng Phật Bồ Tát Là lễ bái ngẫu tượng Sai rồi Họ hoàn toàn hiểu lầm rồi Từ đó cho thấy Ý nghĩa nhà Phật cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát Là rất sâu, rất rộng Quy đạp lại nó Là giáo dục Không có rời khỏi giáo dục Hướng hồ ở trong đây Còn có Ý nghĩa biết ân, báo ân Cội nguồn nữa Chúng ta Làm đệ tử của nhà Phật Bất luận là tại gia hay xuất gia Khi gặp một số người có nghi hoặc Chúng ta cần phải nói rõ cho họ biết Để họ hiểu rõ Lợi ích và ưu điểm đích thực của cúng dường Hình tượng Phật Bồ Tát Lợi ích này Là lợi ích sát sao Lợi ích ngay ở trước mắt Làm gì có mê tín chứ chim lễ tán thán tán thán tức là nói rõ diễn thuyết cho người khác chính mình y giáo phụng hành là tán thán diễn thuyết cho người cũng là tán thán mời xem kinh văn dưới đây thị nhân cư xứ tức đắc thập chủng lợi ích dưới đây là nói mươi điều lợi ích hà đẳng vi thập nhất giả thổ địa phong nhưỡng nhị giả gia trạch vĩnh an tam giả tiên vong sanh thiên tứ giả hiện tồn ít thọ Ngũ giả sở cầu toại ý Lục giả vô thủy hỏa tai Thất giả hư hao tịch trừ Bác giả đổ tuyệt ác mộng Cửu giả xuất nhập thần hộ Thập giả đa ngộ thánh nhân Mười loại lợi ích này Chính là lợi ích Của việc cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát Có người nào không muốn đạt được chứ Nhưng các vị nhất định phải nhớ kỹ Ba ý nghĩa cúng dường tượng Phật Như vừa rồi mới nói Nếu như bạn không hiểu Thì không thể đạt được 10 loại lợi ích này Dù bạn thờ cúng hình tượng Phật Bồ Tát Nó thật ra là mê tín làm sao bạn có thể đạt được lợi ích như trên kinh nói được chứ đây là bạn thờ cúng không đúng như pháp không đúng như lý bạn chỉ thờ cúng trên hình thức chứ không có thực chất đây là bạn có thể đạt được lợi ích hay không bạn được lợi ích nhiều hay ít đều do ở cách dụng tâm của bạn nếu tâm hạnh của bạn tương ưng với lời chỉ dạy của phật bạn liên được lợi ích mức độ tương ưng càng cao thì bạn được lợi ích sẽ càng lớn làm sao tương ưng tóm lại không ngoài ba chữ tính nguyện hạnh này đối với lời giáo huấn của phật bồ tát chúng ta có thể tin có thể hiểu Có thể phát nguyện Có thể phụng hành Trong bộ kinh điển này Khi nhìn về mặt văn tự Thấy dường như là không sâu lắm Giống như là những mẫu chuyện Nhưng mà lý rất sâu rất rộng. Lần này chúng tôi báo cáo giới thiệu với các vị. Bởi do sự hạn chế về thời gian nên không thể giảng kỹ càng được. Chỉ giảng sơ lược mà thôi. Nếu như tương lai có nhân duyên tôi sẽ sẵn lòng Giảng nó tỉ mỉ lại một lần nữa Nhất là Chú giải của Pháp Sư Thanh Liên Ngài trích dẫn căn cứ kinh điển Đưa ra nhiều bằng chứng Khiến cho nội dung chú giải vô cùng phong phú bạn tin được hiểu được có thể phát nguyện có thể thực hành liền được lợi ích này lợi ích thì vô biên nhưng quy nạp lại thanh mươi loại cái đầu tiên là thổ địa phong nhưỡng thứ hai là gia trạch vĩnh an hai câu này người hiện nay gọi là phong thủy phong thủy tốt tại vì sao bạn có thể có được phong thủy tốt như vậy do tâm tốt đúng là cảnh chuyển theo tâm việc gì bạn phải đi xem phong thủy không cần thiết chỉ cần bạn giữ tâm tốt nói lời thiện làm việc tốt làm người tốt tâm thiện hạnh thiện thì hoàn cảnh cư trú môi trường sống tự nhiên sẽ chuyển thành tốt môi trường sống của chúng ta và môi trường tự nhiên chính là phong thủy mà người đời thường nói nhà phật thường nói ngày nào cũng là ngày tốt giờ nào cũng là giờ tốt nơi nào cũng là nơi tốt Nơi nào là nói môi trường Đâu có nơi nào là không tốt chứ Nơi Phật Bồ Tát cư trú thấy đều là tốt Không có nơi nào không tốt Đạo lý này Trên Kinh Lăng Nghiêm nói là Nếu chuyển được cảnh thì đồng với Như Lai Như Lai chính là giờ nào cũng là giờ tốt Ngày nào cũng là ngày tốt Chỗ nào cũng là chỗ tốt Vì sao vậy? Như Lai có thể chuyển được cảnh giới Phàm Phu không thể chuyển được cảnh giới ra lại còn bị cảnh giới chuyển Nên phiền phức lớn rồi Bạn muốn cầu ngày tốt, giờ tốt, chỗ tốt Thì tìm cầu ở nơi nào Cả đời cũng không thể gặp được Tìm khắp nơi cũng tìm không ra Tìm đến nơi có sông núi hữu tình Rất tốt rất hay xây căn nhà ở nơi này để ở đâu tôi biết rằng bên cạnh đó có yêu ma quỷ quái có rất nhiều thú dữ khiến cho bạn ở không yên vậy là do nguyên nhân gì tâm tà tâm mê nên bạn không thể chuyển cảnh giới được bạn sẽ bị cảnh giới chuyển bị cảnh giới chuyển là phạm phu người có thể chuyển được cảnh giới là thánh nhân cho nên gọi là thánh nhân phần trước chúng tôi cũng đã giải thích rồi mọi người đừng quên thánh nhân là người sáng tỏ lý và sự chúng ta gọi họ là thánh nhân ở ấn độ xưng là phật bồ tát Phật Bồ Tát là người sáng tỏ Chân tướng vũ trụ nhân sanh Các ngài thấy rõ chân tướng Ở Trung Quốc Người nào sáng tỏ chân tướng vũ trụ nhân sanh liền gọi các ngài là thánh nhân Cho nên 10 loại lợi ích này Thứ nhất là chuyển được đất đai rồi chúng ta thử xem môi trường cư trú của chúng ta hiện nay môi trường lớn như địa cầu địa cầu hiện nay biến thành tình trạng gì vậy hầu như hiện nay mỗi người đều biết sinh thái tự nhiên bị phá hoại rồi những năm gần đây mỗi năm đều xảy ra tai biến quá nhiều số lần mỗi năm một nhiều hơn phạm vi mỗi lần một rộng lớn hơn mỗi lần một nghiêm trọng hơn vậy thì làm sao chịu nổi chứ sinh thái tự nhiên trên địa cầu tại vì sao bị phá hoại như vậy do tư tưởng hành vi của con người đi trái ngược lại với tánh đức người thế gian không biết cho rằng những tai họa tự nhiên này không có liên quan gì với nhân loại chúng ta không liên quan gì với tư tưởng hành vi của nhân loại là sai rồi phật biết rất rõ ràng trên kinh thường nói y báo chuyển theo chánh báo địa cầu là y báo chánh báo là tâm người tâm người thiện thì đất đai màu mỡ Nhà cửa bình yên. Tâm người bất thiện thì tai nạn chồng chất. Tai nạn do con người tạo ra là chiến tranh. Tai họa tự nhiên hiện nay càng ngày càng nhiều. nạn lũ lụt hỏa hoạn động đất hiện nay còn có sự biến đổi khí hậu thậm chí là tầng ozone bảo vệ địa cầu cũng bị thủng rồi gần đây trên báo có đăng những tin tức này hiện nay lỗ thủng tầng ozone ngày càng nghiêm trọng diện tích ban đầu không quá lớn nghe nói hiện nay phạm vi diện tích lớn gần bằng nước mỹ rồi cái này phiền phức rồi tầng ozone bảo vệ địa cầu nó hấp thu tia cực tím chiếu từ mặt trời nếu như không có sự bảo vệ của tầng ozone thì cực tím của mặt trời chiếu trực tiếp đến địa cầu thì có lẽ hai phần ba động vật và thực vật trên địa cầu không thể sinh tồn cho nên tác dụng của tầng ozone là rất lớn các nhà khoa học họ nghiên cứu nếu như muốn khôi phục tầng ozone lại như nguyên trạng chỉ ít phải đến mấy trăm năm đây là nhà khoa học căn cứ theo con số để thống kê chúng ta biết nhưng không cần thiết chỉ cần tâm người hướng thiện tại vì sao tầng ozone bị phá hoại do tâm người đây là nhân tố đứng đầu Nếu như bạn nói là do trên địa cầu Xả ra những thứ khí thải ô nhiễm này Vậy thì phải ô nhiễm toàn diện chứ Mỗi một quốc gia khu vực đều xả khí thải Tại vì sao nó chỉ chạy đến Nam Cực Lẽ nào cả thế giới xả khí thải Nó tập trung toàn bộ chạy đến Nam Cực hay sao Làm gì có chuyện này chứ Do tâm người Hiện nay là sân thái tự nhiên bị phá hoại càng ngày càng nghiêm trọng. Nguy cơ tai họa do con người gây nên cũng ngày càng rõ rệt. Cho nên 10 loại lợi ích này làm sao có thể đạt được? Trên kinh Phật nói cho chúng ta biết trong cộng nghiệp vẫn có biệt nghiệp Đây là cho chúng ta một chút hy vọng Trong cộng nghiệp vẫn có biệt nghiệp Nghĩa là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc Không tu thì không đắc nếu như chúng ta thật sự có tu được rồi chúng ta vẫn có thể đạt được lợi ích này vấn đề là bạn có chịu thật tu hay không không hiểu phương pháp không chịu nghiêm túc thật là thì bạn không thể chuyển nổi rồi bạn hiểu rõ lý luận biết được phương pháp lại chịu nghiêm túc mà làm thì sẽ chuyển rất nhanh tướng mạo có thể chuyển thể chất có thể chuyển môi trường bạn cư trú cũng có thể chuyển môi trường nhỏ cư trú có thể chuyển môi trường lớn cũng có thể chuyển Ngày nay chúng ta nhìn thấy toàn thế giới bị tai nạn Đạo tràng cư sĩ Lâm này Đối với cả thế giới mà nói Có cống hiến hay không Có cống hiến cực lớn Người thế gian không thừa nhận Họ nói chúng ta tụng kinh Niệm mấy câu Phật hiệu ở đây này Thì có cống hiến gì chứ Họ không thừa nhận Nhưng chư Phật Bồ Tát thừa nhận Thiên Long Quỷ Thần thừa nhận Cái lý luận này chúng tôi đã báo cáo qua với các vị rất nhiều lần Ở trong các buổi giảng rồi Dùng cách nói của các nhà khoa học Là do sự quấy nhiễu lẫn nhau của sống Chúng ta biết Tất cả mọi vật chất Đều có hiện tượng của sống Nguyên tử đơn giản nhất Nguyên tử khinh khí Là đơn thuần nhất Gồm một nhân và một điện tử Điện tử chuyển động vây quanh hạt nhân nó giống điều gì? Tướng động đã có chuyển động Thì nó sẽ sinh ra sống Sống cũng có thể chia thành ba loại lớn là Sống ánh sáng Sống âm thanh Sống chấn động Đều có thể gọi là sống điện tử nó có hiện tượng của sống. Hiện tượng sống bình thường. Thì sinh thái sẽ cân bằng. Nếu như hiện tượng sống không bình thường. Sống không bình thường quấy nhiễu bình thường. Sinh thái tự nhiên của địa cầu là bình thường. Nhưng sống tâm của người không bình thường thế là ảnh hưởng đến sống của địa cầu ảnh hưởng đến sống của tất cả mọi vật chất đạo lý là chỗ này hiện nay cái sống niệm phật này của chúng ta là sống thù thắng nhất là sống bình thường nhất cái sống này chân thành cơ thể tập hợp cùng với sống tâm từ bi Của chư Phật như Lai Khiến cho cái sống này thêm lớn mạnh Có thể làm dịu bớt lại sống không bình thường Tham sân si mạng tà ác của người thế gian Có thể làm cho nó giảm bớt lại Vậy là giảm bớt lại tai nạn Đạo lý là ở chỗ này Ngày nay nhà khoa học Họ nghiên cứu Nghiên lệch về sống vật chất Mà đã lơ là đi Cái sống tư tưởng Cởi tâm động niệm của tâm lý Họ lơ là rồi Không biết được sống tư tưởng Có thể làm Thay đổi sống trên vật lý Đây là nhà Phật gọi là Cảnh chuyển theo tâm Phật lại từng nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Mà mới biết Sống tư tưởng là chủ tể Của tất cả mọi sự mọi vật Sống niệm Phật của chúng ta ngày nay rất tốt Tôi nghe các đồng tu nói với tôi có rất nhiều người nước ngoài ở ngoại quốc Nghe thấy tiếng Phật hiệu niệm Phật Họ rất quan hỷ Sau khi họ nghe thấy Họ nói cái âm nhạc này Họ xem nó như âm nhạc để nghe Họ nói âm nhạc này có thể khiến cho tâm chúng tôi rất bình lặng Âm nhạc này từ đâu mà có vậy Họ hỏi chúng tôi để xin băng ghi âm Đây là một minh chứng rất hay Sống tư tưởng này có thể làm dịu lại sống vọng tưởng của họ Có thể hòa hoãn Bình ổn lại sống tư tưởng Vọng tưởng Của tất cả chúng sanh Bạn có thể chuyển đổi được sống trên vật lý Cho nên mới có đất đai màu mỡ Nhà cửa mãi mãi được an ổn Trước đây có người đã từng hỏi tôi họ hỏi là tôi có biết xem phong thủy hay không tôi nói sao anh nghĩ đến việc phải hỏi tôi họ nói hòa thượng thì đều phải biết xem phong thủy thì sao vậy những tùng lâm tự viện này ở trung quốc đều được xây dựng ở những nơi có phong thủy rất tốt cho nên họ cho rằng những vị hòa thượng này đều biết xem phong thủy sau khi nghe xong tôi mỉm cười nói với họ không phải hòa thượng biết xem phong thủy hòa thượng hoàn toàn không biết xem phong thủy mà tâm hòa thượng tốt hạnh tốt là người tốt người tốt ở nơi đó dù phong thủy không tốt cũng sẽ tự nhiên biến thành tốt cả sự việc đó là như vậy phong thủy chuyển theo tâm của con người chứ không phải người chuyển theo phong thủy không có đạo lý này cho nên nhà xem phong thủy đã từng nói đất phước người phước ở người phước ở đất phước đất phước phong thủy tốt bạn là người không có phước báo người phước mỏng bạn đến sống ở nơi đó không được mấy ngày liền đột tử là vô phước mà nói lời này cũng rất có đạo lý quan trọng nhất bạn phải tu phước bạn có thể tu phước thì mọi thứ đều chuyển trở lại cho nên mười loại lợi ích này chính là chứng minh tâm chuyển cảnh giới bạn thử nghĩ xem bạn có thể học cách giữ tâm của bồ tát địa tạng học cái phát nguyện của bồ tát địa tạng bồ tát địa tạng là giữ cái tâm gì tâm hiếu kính dùng tâm hiếu kính cha mẹ hiếu dưỡng tất cả chúng sanh trong pháp giới vậy là ngoài sức tưởng tượng dùng tâm phụng sự sư trưởng phụng sự tất cả chúng sanh trong pháp giới để giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn tận vị lai tế kiếp vĩnh viễn không gián đoạn cho nên nói là địa ngục chẳng không thề không thành phật loại tâm hạnh phát nguyện rộng lớn này là vĩ đại biết bao cho nên cảnh giới của ngài chuyển đổi hết chúng ta có thể nắm vững yếu lĩnh tu học trong bộ kinh này tu hành đúng như lý như pháp thì mười loại lợi ích này đương nhiên sẽ hiện tiền đâu có đạo lý nào không thành hiện thực nếu như bạn không hiểu lý luận không hiểu phương pháp xem thấy kinh văn này bạn cũng dựa theo cách thức này để làm nhưng không giống không phải là sự việc như vậy vẽ một bức hình bồ tát địa tạng đắp nặng hình tượng bồ tát địa tạng thờ cúng tại nhà là bạn nghĩ bạn đã đạt được rồi nhưng không hề có chuyện đó nhất định phải rõ lý phải hiểu được phương pháp làm thế nào chuyển đổi bản thân mình chính mình trước đây phạm đủ thứ sai lầm sai lầm trên tư tưởng sai lầm trên kiến giải sai lầm trên hành vi đem từng sự việc đó điều chỉnh nó trở lại cho nên phải hạ công phu từ trên tâm lý trên tâm lý khỏe mạnh trên vật lý thân thể của chúng ta là thuộc về vật chất trên vật lý là bình thường liền phục hồi sinh thái tự nhiên sinh thái tự nhiên chính là sinh thái khỏe mạnh nhất cho nên đọc đoạn kinh văn này Nhất định phải hiểu rõ đạo lý lớn này Sau đó mới biết Lời trên kinh Phật nói mỗi câu đều chân thật Không có câu nào là hư vọng cả Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email vọng tây cư sĩ a móc gmail chấm cơm người đọc hạnh quan nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo tranh phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật No. Yeah.